Ngày 25 tháng 10, đoàn công tác báo Tuổi Trẻ Thủ Đô do đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, tổng biên tập làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Yên Bái. Tại đây, đoàn công tác báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã trao tặng quà nhà đại đoàn kết tới người dân và thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái. Với một cái tình cảm của Tuổi Trẻ Thủ Đô và với một cái tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội, hôm nay thì thay mặt cho Ban biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô tại các vùng miền của Tổ quốc, mặc dù thì triển khai các cái chương trình chưa được nhiều, nhưng tình cảm rất là lớn với Yên Bái, với đồng bào của ba dân tộc của Yên Bái, với 173 xã phường của Yên Bái, một cái địa phương, một cái tỉnh đã canh đã chịu ban thường vụ rất là nỗ lực, cố gắng trong cái nghị quyết của Đảng ủy Đảng bộ tỉnh và cái chỉ số đầu tiên là cái chỉ số hạnh phúc của người dân. Các anh chị đã đem lại rất nhiều kết quả tốt. Tại buổi làm việc với báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn cho biết, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp nhận nhiều đơn vị đến thăm, hỗ trợ, tặng quà, xây nhà nhân ái, trong đó có báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Tỉnh Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi có nhiều khó khăn. Trong những năm qua, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng đã thường xuyên quan tâm thông qua hoạt động của báo với tỉnh đoàn. Sau đó thì chắc đối thông tin ban giám đã được tiếp xúc và gặp gỡ với lãnh đạo của đồng chí Hưng, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Và liên tục trong năm mấy năm qua, 2021-2022, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã hỗ trợ cho làm nhà hộ nghèo thì Yên Bái từ 4 ngôi nhà, mỗi năm 100 triệu. Và năm nay thì biết là đồng chí cũng đã bị quyên góp và là cái để có những nguồn lực hỗ trợ vừa rồi là 200 triệu. Hai căn nhà nhân ái được khánh thành trong chuyến công tác lần này được tặng tới hai hộ gia đình ông Triệu Văn Nơi và nông Văn Hiện, trú tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Mỗi căn nhà rộng 90 và 120 mét vuông, gồm một phòng khách, ba phòng ngủ, kết cấu tường chịu lực, đổ mái bằng, lợp tôn chống nóng. Cùng ngày, đoàn công tác tới thăm một số hộ gia đình bà con nhân dân xã Bảo Ái, trao tặng cây, con giống, dụng cụ lao động, tư liệu sản xuất. Đây là những sự hỗ trợ ban đầu giúp người dân xã Bảo Ái tạo ra nguồn sinh kế ổn định, phấn đấu xóa đói, giảm nghèo. Thông qua tỉnh đoàn Yên Bái, đoàn công tác cũng trao tặng kinh phí 50 triệu đồng xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng dân tộc khó khăn của tỉnh, tặng 200 triệu đồng phối hợp cùng tỉnh Yên Bái xây dựng 4 căn nhà nhân ái, dự kiến khánh thành vào năm 2024. Đây là hoạt động an sinh thiết thực, ý nghĩa của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô phối hợp cùng tỉnh Yên Bái thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, gắn kết tình cảm, hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác giữa hai đơn vị.